Sầu riêng là cây trồng mẫn cảm, khó tính. Để canh tác hiệu quả, nhà vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ cần phải lưu ý những gì trong khâu quản lý môi trường đất, nước, ẩm độ cho vườn cây. Những nội dung này sẽ có trong chương trình canh tác thông minh phát sóng ngày 5 tháng 3 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ.